Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một cái dự án, nó tên là Enchain. Website của dự án đó là enchain.io, thì hoàn thành tất cả các giải pháp hậu cần cho tất cả các thị trường chuỗi cung ứng. Thì cái Enchain là gì? Đây là cái video giới thiệu intro về cái dự án Enchain này, thì em có thể ấn vào đây để theo dõi nhé. Thì Enchain là một cái mã thông báo tiện ích thay đổi cách thức hậu cần được xử lý trên các ngành công nghiệp và các cái hiểu biết về chi phí đó. Thì nó làm việc như thế nào? Enchain nhằm mục đích xây dựng trang trại cho từng lĩnh vực của chuỗi cung ứng, bao gồm cả thị trường cũ. Sản phẩm của chúng tôi sẽ có giá cả phải chăng, cho phép hàng ngày cũng như theo dõi trên blockchain các chức năng bổ sung cho truyền thông trong chuỗi cung ứng và cho phép lập các cái subchain họ nâng cao hơn nữa tính liên quan đến sản phẩm của chuỗi cung ứng. Đầu tiên nó là cái chuỗi sản xuất nguyên liệu thô này, xuất khẩu nhập khẩu hoạt động này, tiểu phong trào phân phối trung tâm họ phong trào và B2B, B2C phân phối, nó sau dịch vụ bán hàng. Thì đơn giản để sử dụng thì cái mã QR gọi là Enchain là cái duy nhất ở chỗ nó kết hợp mã vạch trong mã QR. Thiết kế nào cho phép sử dụng đơn giản thì người dùng Enchain sẽ có thể biết được duy nhất được tìm thấy trên bao bì các cái doanh nghiệp khác dựa trên vào công nghệ con mã vạch cũ có thể quét được chúng, do nó QR của Enchain sẽ tạo ra một số ít để làm việc trên bất kỳ cái loại hệ thống nào. Một lợi ích nữa là mã đơn có thể được cập nhật tất cả trên blockchain và hệ thống kế thừa nội bộ bằng một cái lần quét. Mục đích của việc này là giảm sự phức tạp trước khi tăng hiệu quả. Về tạo giá trị thì một công ty blockchain có thể mạnh mẽ như nền kinh tế mới của nó. Enchain cam kết với người dùng, doanh nghiệp và nhà đầu tư để đảm bảo rằng nhu cầu của cả hai được đáp ứng. Một nền kinh tế tự điều tiết phát triển để sử dụng, các công ty sẽ sử dụng khuyến khích mua giữ mã thông báo Enchain để mua mã QR, tạo hợp đồng thông minh và truy cập dữ liệu. Thì một tỷ lệ phần trăm của các khoản liên quan đến chức năng này sẽ được đốt giảm để giảm số lượng mã thông báo tồn tại. Giá trị thị trường của Enchain giữ nguyên, giá của mã thông báo và cá nhân tăng lên. Về kinh tế học thì một mã thông báo cần thị trường phát triển mạnh mẽ để thành công. Các thẻ không được sử dụng để phục vụ cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, các mã thông báo không có lượng người mua sẽ tạo ra giá không ổn định. Đó là lý do tại sao Enchain tập trung vào việc đảm bảo một cái thị trường sôi động bằng cách tham gia các công ty để mua thẻ Enchain. Bằng cách sử dụng cụm thẻ của chúng tôi, các công ty có thể nhận được chiết khấu trên mã QR của chúng tôi, dữ liệu lớn và hợp đồng thông minh. Ai quan tâm đến Enchain thì Enchain cung cấp giải pháp gói hậu cần hoàn chỉnh, hiệu quả chi phí, mang lại lợi ích cho tất cả các bên trong chuỗi cung ứng. Trong khi hầu hết các thẻ tập trung vào hàng hóa cao cấp thì Enchain tập trung vào các thị trường thấp đến trung bình, một khu vực đã bị bỏ qua quá lâu. Enchain có thể thâm nhập vào thị trường này nhờ một hệ thống của chúng tôi dễ dàng và giá rẻ so với các cái thẻ tiện ích tập trung vào các chip NFC hoặc đắt tiền hoặc nhập thủ công. Thì điều này giúp người mua Enchain như thế nào? Với một cái lượng lớn khách hàng tiềm năng, Enchain ngay lập tức có thể làm việc bán sản phẩm của chúng tôi. 2 đến 4% doanh thu được tạo ra từ việc bán hàng sẽ là dành riêng cho các cái thẻ ghi mã thông báo Enchain. Điều này làm giảm số lượng mã thông báo Enchain trong thời gian dài, do đó tăng giá. Vì hầu hết các công ty cần lập kế hoạch trước và ngân sách có thể mua và giữ một số lượng mã thông báo Enchain. Điều này tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường Enchain. Đó. Thì về cái hệ thống tự điều chỉnh thì nếu thị trường Enchain bị trầm cảm thì cần phải có thêm thẻ để thanh toán cho mỗi đơn đặt hàng. Khi sử dụng nhiều mã thông báo hơn thì nhiều thẻ sẽ bị cháy, do đó đẩy giá lên. Khi đạt được cái trạng thái cân bằng, kết quả là nó an toàn hơn để giữ Enchain trong một thời gian dài vì có sự bảo vệ chống lại sự giảm giá. Do đó Enchain sẽ có một cái hệ thống là tự điều chỉnh cho phép cái nền kinh tế ổn định. Thì giao dịch sắp tới, nhóm Enchain kết hợp với niềm đam mê về hậu cần tài chính, nó sẽ sắp liệt kê ra một số sàn giao dịch như sàn Bancoin, Yobit này, DDEX này, Token Store này, SingularX này. Đó. Thì vòng 1 của nó là 1,5 triệu đô. Đó, 0.16 đô, thưởng 50%, vòng 2 3 triệu này, giá bán 0.18 đô. Đó, 35% tiền thưởng, vòng 3 3,5 triệu đô này. Đó, 0.2, vòng 4 3.5 triệu, 0.22, vòng 5 3.5, 0.24. Đó. Thì về việc phân bổ mã thông báo thì 3% đã dành cho bounty và referral, 5% dành cho cố vấn, 5% dành cho người dẫn đầu, 10% dành cho team, 2% dành cho việc phát triển của tương lai, 55% cho ISO. Phân phối quỹ thì 5% dành cho bảo mật này, 5% là quỹ chung này, 5% là cho GVA, 25% marketing và bán, 60% dành cho việc phát triển.